Có nhiều người ngồi trong đây khi đi đến đây cũng không đơn giản, cũng vượt qua bao nhiêu cái chạm. Có những người vượt qua cái chạm ông chồng cũng vất vả, vừa niệm Phật vừa niệm Quan Âm cầu nguyện để vượt qua cái chạm ông chồng. Nhất là phái nữ nha, là vượt qua chạm chồng, chạm con, chạm gia đình cũng vất vả lắm mới đi đến đây và được ngồi đây nha. Còn các ông đàn ông thì cũng vượt qua chạm mấy bà vợ nha, rồi gia đình, sự nghiệp, xin nghỉ làm, đi cả từng lễ, không đơn giản. Hôm qua những đức gặp một cô Phật tử có nói một câu mà con nghĩ rằng chuyến này thầy phát tâm lễ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, chắc là số lượng người không đông, vì 3.000 lại ai mà dám lại. Nhưng khi con đến đây thì quá bất ngờ, số lượng quá đông quý vị, quá đông. Thì quý vị biết rằng là trong kinh Phật nói là được thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp, gặp thiện trí thức mà để nhắc nhở mình tu trong cuộc đời khó. Những điều này chúng ta rất đủ duyên đã gặp được pháp môn Tịnh Độ, là pháp môn đại thù thắng. Nhớ những đức gặp rất nhiều quý Phật tử nói rằng những bài chia sẻ Phật Pháp của thầy đơn giản nhưng ở tại nhà chúng con áp dụng được. Và khi nghe thầy chia sẻ thì nó rơi rụng rất nhiều cái buồn phiền. Và nhất là cái câu thầy nói từ hôm nay gặp Phật Pháp tuyệt đối không bao giờ sống như ngày tháng buồn nữa. Chúng ta nương vào cái hạnh đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện cho tất cả những người chưa gặp Tịnh Độ gặp Tịnh Độ, những người yếu đuối trong cuộc đời được mạnh mẽ phấn chấn lên, những người bệnh đau cũng siêng năng niệm Phật, những người khù khờ trở lại lanh lẹ, những người tật nguyền nhờ nguyện Quan Âm mà gia hộ mà họ trở lại ổn định sức khỏe tốt đẹp. Ở đây có những người làm cha hay làm mẹ, người thân dẫn, có những người đi đến đây có những đứa con chậm nói muốn cầu nguyện cho Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho cháu, nói chuyện đồ lanh lẹ. Có những người thì dẫn người thân mình hơi khù khờ đi đến đây cũng cầu nguyện cho các cháu được trở lại ổn định. Nên quý vị biết rằng dưới cái số lượng người mà đông vậy nha, có nhiều cái cầu nguyện của mình sẽ có cái cảm ứng. Quý vị nhớ là câu đầu chúng ta nói từ cảm ơn Hòa Thượng xây chùa thì mình mới có được cơ duyên này, nhờ cái đức của Hòa Thượng mà mình được ngồi đây bình yên. Rồi quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ và tất cả Phật tử khắp nơi nơi, chúng ta đều là những người Phật tử, người biết đạo, chung tay lại để mà xây dựng, hình thành được một cái pháp hội thù thắng này. Đây gọi là đại nhân viên thù thắng mà được ngồi đây. Thấy không? Vậy thì cái chuyến này đi đến đây quý vị à, 3 ngày thời gian qua mau lắm, rất là mau. Sáng nay chúng ta ngồi đây và sẽ qua 3 ngày rất mau. Rồi cuộc đời của người mình cũng qua mau lắm. Cái khổ đau gì trong cuộc đời cũng qua mau lắm. Nên bây giờ mình biết Phật Pháp rồi,
thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhớ nghe. Bây giờ bao nhiêu con người đang ngồi đây là bao nhiêu cái nghiệp, rồi bao nhiêu cái khổ, rồi giống như mỗi người mỗi nghiệp mà mỗi nhà mỗi cảnh, nó đủ thứ cái khổ trong cuộc đời. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng là ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết, nói không hết. Cái khổ nó vi tế, cái khổ nó đa dạng, cái khổ nhiều lắm, nói hoài nói không hết. Chỉ có thế giới cực lạc là một cái quốc độ mà vui vui chẳng thể nghĩ bàn, không có khổ. Nên bây giờ mình nương dựa vào cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Như pho tượng quý vị nhìn thấy, trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quán Thế Âm có tượng Di Đà, là Ngài mang cái hạnh từ bi cứu khổ cứu nạn khi chúng sanh kêu cầu. Nhưng mà Ngài muốn gia trì chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, để tín nguyện niệm Phật để về cực lạc mới chấm dứt khổ quý vị ơi. Thấy không? Nhớ về cực lạc mới chấm dứt khổ nghe quý vị. Nên chúng ta hôm nay ngồi đây gặp đây, và có nhân viên mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp cùng nghe ở trên mạng. Bây giờ bữa nay đi tới đây gặp nhau rồi đó. Mọi vị nhớ là có những người bây giờ người ta đang ngồi là người ta cũng nhìn qua màn hình đó. À. Rồi bao nhiêu Phật tử giờ này khắp nơi nơi người ta đang vô trực tiếp để chờ lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Và một mình ở một căn phòng đang âm thầm chuẩn bị lại Quán Âm nữa đó. Quý vị nhớ rằng là Bồ Tát Quán Thế Âm này rất là từ bi. Dù quý vị ở nơi nào bị lại một mình nghe, nhưng mà hạnh nguyện của Ngài vẫn là gia hộ cho quý vị phấn chấn để lại. Và quý vị chỉ cần nghĩ gì là quý vị nỗ lực lại Quan Âm liền. Đến cuộc đời này thời gian ngắn ngủi quá, bao nhiêu con người đã bỏ phí qua thời gian, cứ để thời gian trôi qua rồi đi đến tuổi già, rồi cuộc đời con người cứ như vậy mà đi xuống phần mộ. Rồi linh thức này cứ tiếp tục cứ đọa lạc tam đồ ác đạo, trong lục đạo luân hồi cứ xây chuyển mãi theo thời gian. Bây giờ có cơ hội đi đến đây đi tu tập 3 ngày một pháp hội đại thù thắng mà từ xưa tới nay chưa từng thấy. Bây giờ thấy rồi đó. À, giờ thấy rồi đúng quý vị. Có những người ở đây chúng ta đã sống mấy chục năm trong cuộc đời, quý vị đã từng thấy cái pháp hội lễ 3000 lại chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta được ngồi đây, quý vị thấy mình quá hạnh phúc không quý vị? Vậy thì phải nhớ, lúc lễ có mệt cỡ nào từ khi gục ngã tại chỗ, chứ ngoài ra thì nhất định dù một lại cũng không bỏ. Mang một cái tâm chân thật nhiệt tình hết mình, cầu nguyện cho chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an, và cầu siêu cho tất cả những người mắc ở trên quả địa cầu này chưa siêu thoát từ hương linh tai nhi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta tu tập nguyện cầu đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh. Nguyện thần thức quý vị sáng suốt tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để mà nương vào bổ nguyện niệm Phật. Vì Đức Phật A Di Đà Ngài có lời nguyện rằng một chúng sanh nào chỉ cần nghe được tên Ngài mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc, thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương cực lạc. Cái tâm đó đó quý vị là điều có ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp hay đời này của chúng ta ở trong đó hết luôn. Nhưng mà phát cái tâm này nó rất là lớn, nghĩa là cầu nguyện cho chúng sanh toàn ở quả địa cầu này, và cầu nguyện cho tất cả những người chết ở quả địa cầu này, nghĩa là bao trùm hết luôn để nguyện cầu cho chúng sanh. Từ cái tâm đó tự nhiên bị hưng khởi cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm từ tâm quý vị lên, quý vị sẽ tự nhiên lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nó thư thớ thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó an lạc dữ lắm quý vị à. Cố gắng lên nghe đó.
À, những đức thấy bữa nay thời tiết làm như xe mát lạnh lạnh, chắc Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cảm động, ngài thấy chúng sanh gì đâu mà từ ngoài Bắc, từ Cà Mau, khắp nơi các tỉnh thành mà về đây quá nhiệt tình. Hồi đêm hôm có ngủ được cái gì? Không có ngủ được, ngộ ghê. Cứ nằm lăn tới lộn lui, đi vòng vòng niệm Phật, cứ gì không có ngủ. Những đức nghĩ hồi tối vì chắc cũng ngủ không được bao nhiêu, mà sáng khỏe vậy ơi. Ngộ ghê, không có ngủ được bao nhiêu mà sáng tỉnh veo rồi nghe. Quý vị biết rằng là cái tâm mà nó háo hức, quý vị ai cũng háo hức, ai cũng vui. Quý vị biết rằng cái pháp hội 3.000 lại kỳ này, những đức tin chắc quý vị ở nhà quý vị bị moi trông cho tới ngày này dữ lắm luôn, trông dữ lắm, nhiều người trông lắm quý vị ơi. Đã trông vậy bây giờ là thành hiện thực rồi, mình được ngồi ở đây rồi còn gì nữa quý vị, hiểu không? Nên cái công đức này mình tu tập rồi mình đi đến đây mình ghi cầu an cầu siêu cho người thân mình, cứ ghi đi, nhớ cho ông bà cha mẹ người thân của mình họ cũng được có cái tên ở trong ngôi nhà tam bảo đi quý vị, cho họ có được cái nhân duyên ở trong ngôi nhà tam bảo đi. Cứ 3 ngày ngày nào cũng rảnh cứ ghi nghĩ đến họ đi, để mong cho ông bà cha mẹ mình mà bây giờ còn đang đọa ở trong tam đồ ác đạo á, cầu nguyện cho họ được siêu thoát đi vị ơi. Nhớ mình ở đây có khổ cỡ nào khổ nghe quý vị. Một hàng ngàn, mình khổ một, người ta khổ ngàn vạn quý vị ơi. Bây giờ họ đang trông chờ mình để mà đem công đức hồi hướng cho họ đó quý vị ơi. Rồi bao nhiêu người phụ nữ ngồi ở đây nè quý vị, mình đã từng lỡ mang nghiệp phá thai quý vị ơi. Chúng ta hãy nghĩ hương linh thai nhi vất vơ vất vưởng, tội nghiệp các cháu lắm. Bây giờ mình nương vào cái pháp hội và bổ nguyện của Di Đà, bổ nguyện Quan Âm để so dịu cái sự oán thù của các cháu. Nên đây là một cái pháp hội lớn vô cùng, trong đây có người sống người mất không ít, quý vị, đông dữ lắm. Vậy thì chúng ta mỗi một con người tự hỏi ở lương tâm mình, mình là người nghe đạo rồi, hiện tại trước cái pháp hội lớn này, mỗi người chúng ta tự hỏi ở lương tâm mình, bây giờ hiện tại giờ này có người mình hiện tại mình đang còn buồn giận ai để trong tâm hay không? Xóa sổ đi quý vị. Nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng buông dặn một việc nhỏ ở cuộc đời này, khi chết đi thành đại thù, đại hận, đại oán và đại nghiệp. Đừng nên gây dựng cái nghiệp duyên lớn như vậy để đọa mãi không ra nha quý vị. Bây giờ ai còn dặn chồng buông xuống, ai dặn vợ buông xuống, ai dặn bạn bè buông xuống, ai còn dặn ai buông xuống. Trước lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức có nói câu là áp dụng 4 chữ để mà mình đi đến pháp hội này tu trong 3-4 ngày này: từ bi hỷ xả. Mọi người nhớ nghe, áp dụng 4 chữ: từ bi hỷ xả. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là luôn luôn quan hỷ với những cái không vừa lòng không vừa ý ở trong chỗ đông người này, xả là buông ra. Thì cái tâm quý vị đi đến đây để dự cái pháp hội đúng là quá thù thắng. Nhớ cả đời mình cứ áp dụng 4 chữ: từ bi hỷ xả. Thì biết rằng chúng ở trong chùa mà lo lắng sắp xếp cái pháp hội này không đơn giản. Mấy thầy mấy chú đồ, mấy cô đồ từ bên hộ pháp đồ nấu ăn đồ chuyển qua đây đồ. Nấu mà 1 giờ khuya rồi 12 giờ thức dậy, hôm qua nấu cả ngày chuẩn bị mấy cái thùng xốp á để vô cho giữ cơm nóng, rồi tối này tiếp tục nấu nữa. Mà ở đây rồi bên Đại Tùng Lâm rồi bên hộ pháp kết hợp lại mà lượng con người hai bên rất là đông,
Nó có nghĩa là bao nhiêu đôi tay, bao nhiêu con người giờ này người ta đang lam lũ làm để cho những Bồ Tát lại Quan Âm này chút xuống để có cơm ăn. Nghe không? Vậy thì mỗi một người làm công quả thì cực lực nhiệt tình làm công quả, các thầy các chú bảo vệ xung quanh thì nhiệt tình hết mình, những người giữ xe thì chân thật nhiệt tình hết mình. Có nghĩa là mỗi một cương vị chân thật nhiệt tình, còn người lên đây lại Quan Âm thì cực lực nhiệt tình hết mình, ai cũng hết mình. Cái tâm như vậy đặc biệt lắm quý vị, nhớ nghe, đặc biệt lắm. Và lễ Quan Âm nó qua nhiều công đoạn. Mỗi lần mà quý vị mà mệt nhất quý vị, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, gia hộ cho con tiếp tục có đủ sức lực để làm hết 500 danh hiệu. Cứ mỗi lần lại mệt là cứ Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, cứ cầu nguyện Bồ Tát gia hộ để mà tiếp tục lại hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Cứ nhớ nghe. Có những cái tâm nó kêu mình thôi đứng lên đi ra đi, đi vệ sinh đi, đừng có đi nghe không, đừng có đi theo cái tâm đó nghe quý vị. Hoặc nó kêu mình ngồi xuống nghỉ chơi một chút đi, không có nghỉ nghe, tiếp tục mà lại. Dù người mới đi đến đây lại lần đầu cứ yên tâm đi, quý vị mà lại xong 3000 lại rồi bị sẽ thấy à. Nhiều người hỏi thấy cái gì, chắc chắn là nhiều người sẽ hỏi thấy cái gì. Bây giờ mà nói thấy cái gì thì nó không còn đặc biệt nữa. Lại xong 3000 lại đi sẽ thấy. Có nhiều cái cảm ứng vô cùng thù thắng quý vị ơi. Những đức nói cho quý vị nghe nè, người mà yếu ớt nghe, người nhút nhát nghe, người không quyết đoán nghe, lại xong 3000 lại này quý vị sẽ trở thành một con người mà quyết đoán chắc chắn luôn, mạnh mẽ. Và con người mà tâm địa thường buồn giận đồ này kia, lại xong 3000 lại này chân thật đi, rồi tự nhiên tâm trạng bị khai thông luôn. Nhớ. Rồi thêm nữa bằng ngày được nghe chia sẻ Phật pháp đồ nữa. Thấy không? Không mà bữa nay những đứa thấy cái thời tiết thích lắm vậy. Mát mát, xe lạnh mát mát thì sao? Mấy ngày nay mình cứ cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, rồi cõi chờ gia hộ, Long Thiên Thiện Thần gia hộ, cho cái thời tiết nó se dịu mát đi. Thấy Phật tử nằm tùm lum chỗ ngủ, thấy thương người ta quá. Bây giờ mình chỉ có chân thật mình cầu nguyện Phật Bồ Tát cõi chờ Long Thiên Thiện Thần gia hộ thôi, để cho thời tiết mấy ngày nay không mưa mà cũng không nắng. Nha quý vị, chứ ở đâu mà thật sự mà có một cái pháp hội mà thù thắng gì quý vị ơi, có người ta kìa, quá trời luôn, đầy xung quanh luôn, mà chùa lớn gì đó nghe, mà bữa nay còn đến nữa nè, giờ này người ta đang đến đó quý vị ơi. Nên mấy anh em xung quanh là phải coi bố trí, rồi coi phía sau á, cái chánh điện á, hình như những đức thấy có nhiều người ta không có niệm gì, ta quỳ dưới đất ta lại. Nên coi qua bên cái nhà tôn coi có niệm mấy niệm đó đỏ đem qua. Đem qua đây hết đi, gom qua đây hết đi. Để coi sắp xếp cho người ta mấy anh em ơi. Đó. Nên cái tâm quyết này dữ lắm nhưng mà cũng phải dưỡng sức mình. Để mà mình lại 3 ngày mà. Hiểu không? Đó. Rồi sáng nay khi mà xong chương trình hết trơn thì 9 giờ những đức mới qua chia sẻ Phật pháp để cho bị kéo thời gian một chút á. Thì khi những đức nói chuyện một chút, bữa nay cũng có 4 ca sĩ hát, ít 4 ca sĩ thôi. Thấy không? Chia ra để chương trình á, có những bà con miền quê đồ này kia người ta cũng lên đây người ta được thay đổi chương trình chút quý vị. Những đức nói chuyện một chút xong cứ có 4 ca sĩ hát nghe. Cho vị nghe tại đây tại chánh điện này nghe. Tập trung lại hết, chắc đông lắm. Ngồi cái này không biết làm sao, thật chút. Nên chờ mà đừng có nắng gì chứ, thì ngồi chỗ nào cũng được nha. Đó. Rồi ngày mai chương trình cũng như một ngày nay, mà chỉ có sáng là không có ca sĩ hát. Và bữa cuối cùng thì buổi sáng cũng có ca sĩ hát, cũng như bữa nay. Chương trình Iran thời gian luôn quý vị. Thời gian theo Iran.
không có khác. Và sáng nào cũng là 1:30 thức. Trong 3 ngày này, sáng nào 4:30 thức. Thật sự quý vị là hồi tối này Điện Đức không có ngủ luôn á. Không biết sao mà không ngủ miếng nào luôn. Mà đặc biệt là con người rất phấn chấn quý vị. Mình nghĩ rằng mình được thăng người mà giờ mình được làm những nhân viên này mình mừng quá. Mình rất là mừng. Thấy không? Quá trời mừng. Bởi vì hồi đó mà Đại Đức Thích Giác Nhàn tổ chức thầy vui. Tại vì nhân viên của mình được hội tụ con người mà hướng dẫn ta tu mừng quý vị ơi. Thì biết rằng đó, hồi xưa những đức mà thầy đưa những đức đi xuống đây ra khỏi tỉnh Thất Quan Âm, không biết vì sao những đức cầm theo quyển sách này nữa quý vị. Quý vị tin chắc rằng là từ đó giờ chỉ có đúng một quyển Ngũ Cách Danh của những đức là bự nhất thôi. Mà ngày xưa trên tỉnh Thất Quan Âm những đức chưa lại Quan Âm mà không biết vì sao những đức kêu nhà in giùm những đức cái quyển sách này nè. Và khi những đức đi tự nhiên những đức cầm quyển sách này theo Ngũ Cách Danh nè. Cái hình này là tượng Quan Âm ngày xưa ở tỉnh Thất Quan Âm này vậy. Tức là phía sau là núi voi. Nhà Đức cũng không ngờ nhà Đức làm cái quyển sách mà phía trước Quan Âm, phía sau núi voi, cái tự nhiên thấy mình cũng kỷ niệm đi đến đó 5 năm. Xong bây giờ dù đi cỡ nào cũng cầm theo tỉnh Thất Quan Âm. Ngày xưa, còn bây giờ là chùa Quan Âm. Tượng ngày xưa luôn. Tượng ngày xưa những Đức sơn lạc. Nên đi cầm theo cái quyển sách này. Nhà Đức cũng không ngờ là nhân viên của mình sau này mình lại tiếp tục kế thừa cái việc lại Quan Âm của thầy. Không? Quá đặc biệt hay vậy. Bởi vì cái gì cũng là Phật Bồ Tát sắp xếp, mình không ngờ. Nhà Đức cũng không ngờ cuộc đời mình bây giờ mà lại hướng dẫn nhiều Phật tử gì luôn. Hồi xưa thấy thầy hướng dẫn người ta thì mình nói ồ thấy thầy hướng dẫn mừng ghê ta. Ai mà ngờ sau này thì cái pháp hội bây giờ cũng như cái pháp hội năm xưa. Mà chắc chắn là trang nghiêm hơn rất nhiều. Vì cái vị trí nó rõ ràng hình thành luôn. Chứ không phải nó tùm lum chỗ hết. Bây giờ nó hình thành tại chùa Thượng Xây bây giờ thành một mô hình luôn rồi. Nó bây giờ mà ngôi chùa mới giờ mọc lên nữa. Quý vị thấy cái nhân duyên. Đúng là trong cuộc đời mình không ai ngờ trước được. Thấy không? Rõ ràng. Cách nay 10 năm quý vị. Những đức đến tỉnh Thất Quan A. Đi đến chùa Đại Tùng Lâm. Nhà Đức đứng ngay cây dầu. Và lúc đó Nhà Đức còn ốm ốm. Nhà Đức đứng á. Nhà Đức trong lòng nói tờ không biết cuộc đời đưa đẩy mình đi về đâu để chặt. Đó mà chưa có cái gì, không có tiền bạc cái chắc bị ơi. Vậy đó mà bây giờ lại hình thành cho một nhân viên này. Trải qua thời gian mới đây 10 năm chờ. Gần 10 năm chưa? Mà bây giờ nhân viên những đức với quý Phật tử khắp nơi biết đó nha. Mà mỗi ngày lúc nào cũng khuyên nhau niệm Phật. Chắc chắn ngồi đây chắc người nào cũng ngày nào cũng thường nghe những đức chia sẻ Phật Pháp. Nhớ nghe hai cái buổi giảng. Một câu ai về là Phật điệp đến cùng một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hai cái bài giảng này gọi là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Cứ nghe hoài đi là không có làm biến niệm Phật đâu nghe. Và nó cởi mở tâm tư, nó giải tỏa cái sự buồn phiền bị hết trơn quý vị ơi. Cứ chân thật mà nghe đi. Rồi những ngày lễ hội gì nè, mình tập trung về mình tu tập ha, để nó nạp năng lượng cho mình quý vị. Nhớ nè, về đây nè tu tập nè, mang cái tâm thư thớ thoải mái nhẹ nhàng nhất. Cái chuyện ở nhà buông xuống hết đi. Quý vị tu trong mấy ngày này nghe tổ đặc biệt dữ lắm quý vị ơi. Hãy buông xuống nghe. Bữa đó những đức ngồi những đức suy nghĩ lễ viếng Di Đà tới quý vị. Bây giờ nó còn 2 tháng là 3 ngày 17, 18, 19. 17 là nó ngay thứ 6, 18 là ngay thứ 7 và 19 là ngay chủ nhật. Lễ viếng Di Đà. Và chuyến này những đức sẽ đặt cái đèn bông sen này nè để cho quý vị cầm. Lễ viếng Di Đà ngay chỗ quý vị ngồi á. Lễ Phật và để cái đèn này luôn. Bật sáng được mà. Cái đèn này bật sáng được quý vị ơi. Cái đèn này tại vì chỉ cần để pin vô thì bật sáng lên. Nó lên được luôn nè. Thấy không? Nè. Bây giờ quý vị coi bây giờ bao nhiêu con người, bao nhiêu ngàn người mà đứng mà cầm cái đèn bông sen này ngay lễ viếng Phật A Di Đà.
Giống như là mỗi người chúng ta là cảm ơn Phật Thích Ca Mâu Ni, cảm ơn Đức Phật A Di Đà, và chúng ta phát nguyện tương lai chúng ta về cực lạc, hoa sen tiếp dẫn mình về cực lạc nghe quý vị. Đúng không? Nè, nhưng Đức nghĩ ra năm nay với Di Đà là trước mình là có cái đèn bông sen. Khi lễ Phật là mỗi một người là trước mình, gần kế bên mình là có cái đèn bông sen bật đèn sẵn vậy nè. Ôi bao nhiêu ngàn người mà ngồi mà cái đèn này chắc là thôi á, tắt đèn hết để nhìn nó rồi ô lấp lánh quá đẹp quý vị. Thấy không? Nè. Nên cái chuyến đi này nghe tất cả trưởng đoàn nghe. Trưởng đoàn lão đầu thông báo luôn cái chương trình lễ dưới Di Đà nghe quý vị. Lễ dưới Di Đà nhớ 17, 18, 19 tháng 11 âm lịch, nhằm vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Tại vì mỗi ngày mình á, niệm Di Đà, bây giờ lễ dưới Di Đà thì nhất định phải đông hơn dưới Quan Âm nữa nghe. Đó. Nhớ kỹ, đây là cái quan trọng lắm. Đó, nên á, mình nghĩ ra nhiều việc quý vị. Thật sự mà nói cuộc đời mình nghĩ thiện là thấy mừng rồi. Thường nghĩ thiện là thấy mừng. Rất là mừng khi mình nghĩ thiện. Nên những đức nói cứ thường nghĩ thiện đi. Cứ thường nghĩ thiện pháp lợi ích cho người ta. Dù mình chưa có làm nhưng mà mình nghĩ thiện nó vẫn đặc biệt hơn là mình nghĩ ác quý vị. Nó nên chuyến này lễ viếng Quan Âm 3 ngày xuyên suốt luôn á, cảm ơn anh Thanh cho thành phố đem nguyên một cái dàn lo mà ở này âm thanh hay nữa nè. Thấy không? Lên bật âm thanh chuẩn bị đồ quá trời luôn. Kìa ngồi trong đó chống kìa đầu cái non kia. Không mà đồng hành với mình gần 10 năm trời quý vị. Cho một chàng pháo tay quý vị ơi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thấy không? Nên sự thành công của Nhật Đức rất là nhiều người giúp đỡ. Nhất là người giúp đỡ mình lớn nhất là Hòa Thượng và Đại Đức Thích Giác Nhàn nghe. Rồi nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nó hình thành cho Nhật Đức đó quý vị ơi. Đó, rồi bao nhiêu chúng sanh ủng hộ và cảm ơn tất cả quý vị ủng hộ Nhật Đức chương trình này nghe. À, quý vị nhớ là chúng ta cùng ủng hộ nhau để nhất định mình á, hết lòng hết dạ đem tịnh độ này phát triển khắp nơi nơi người ta biết luôn. Nhớ nghe, cái pháp hội này thù thắng này là nhờ niệm Phật đó nghe. Vì nhìn cái pháp hội này thì vì tin 100% luôn. Ai không có duyên niệm Phật có duyên, ai không có phước niệm Phật có phước. Thấy không? Ai bệnh đau niệm Phật khỏe mạnh, ai thọ mạng ngắn niệm Phật tăng trưởng tuổi thọ. Mười mấy năm nay Nhật Đức chỉ có một câu Phật hiệu mà bây giờ hình thành pháp hội lớn như vậy thì quý vị phải tin tịnh độ thù thắng. Đúng quý vị? Nhớ nghe. Đó. Và đặc biệt quý vị nên Nhật Đức nói mấy anh em trong chùa đây là một mô hình đặc biệt mà mấy anh em nên nhìn. Mười mấy năm ở một nơi, 5 năm trên Đà Lạt là thầy đưa đi xuống đây chứ không phải Nhật Đức tự đi. Và 10 năm ở đây xung quanh đây Nhật Đức không biết chùa nào, chỉ ở chùa cố gắng. Và mỗi ngày hướng dẫn các cụ tu và hướng dẫn Phật tử từ xa hoặc là tổ chức cộng tu chủ nhật. Chỉ ở một nơi không đi đâu hết. Rõ ràng cái câu Nhật Đức nói thời gian mấy năm trước bây giờ hình thành rõ ràng. Người niệm Phật ở một nơi giống như một cây cờ A Di Đà Phật đưa cao lên. Càng tu thì cây cờ càng cao lên thì chúng sanh bốn phương sẽ thấy cây cờ này và quy tụ về đây. Rõ ràng đúng quý vị? Có nghĩa là cái pháp hội này chúng sanh bốn phương nè, rồi có những người từ nước ngoài đâu về đây nữa vị ơi. Nó ôi vậy này quá thù thắng. Câu Phật hiệu này chúng ta phải tin và nắm chắc cả đời nghe quý vị. Nên Nhật Đức bây giờ là trong máu Nhật Đức là A Di Đà Phật hết luôn rồi đó. Tại vì mình là tin dữ lắm rồi. Tin dữ lắm rồi. Thấy không? À, nên Nhật Đức cố gắng. Bây giờ cũng lại với quý vị luôn. Nếu mà Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ 3 ngày này á, mình đều sướng lễ với Phật tử. Còn nếu như mà không đủ sức thì hát nhép. Nhưng mà mình hết lòng hết dạ quý vị ơi. Quý vị biết rằng là lễ Quan Âm mà mình cũng phải cố gắng coi cái con người mình nói làm sao. Những đức quý vị biết cái trận lễ Quan Âm mà cái bữa mà ở chùa mới á, cái bữa đó mệt lắm. Lễ về xong cái té cái ạch nằm đóng. Xong Nhật Đức bị một cái bệnh là nó muốn bị đau bao tử luôn tới giờ. Nên Nhật Đức cái sức khỏe thì tương đối đầy đủ. Nhưng chỉ có một cái là mỗi lần sướng lên nó ưa bị, nó muốn ói ra lắm. Nó bị vậy đó. Nó không biết làm sao, bị bệnh gì kỳ cục quá. Chắc bệnh tuổi già sắp đến rồi.
Hiểu không? Đó. Thì quý vị biết rằng là thôi mình cũng cố gắng hết mình. Nó cứ hết lòng hết dạ đi. Chứ bây giờ về đây mà cứ hát nhép hoài nó kỳ vậy lắm. Nên từ nơi đó mà mình cũng hết lòng hết dạ cố gắng quý vị. Mình làm sao mà dưới cái cuộc đời này mình cũng phải chân thật nhiệt tình chứ. Đó, vậy thì lương tâm mình nó mới thấy đặc biệt. Của quý Phật tử khắp nơi ở xa người ta về, thấy ông thầy cũng nhiệt liệt với mình. Để mong làm sao mà nhờ cái tâm này quý vị về nhà dũng mãnh tinh tấn. Nhà đều có thờ Phật hết và có thờ khóa tu nghe. Quý vị nhớ nè, bây giờ qua những trận kiếp nạn dịch bệnh, người chết chưa siêu đông lắm. Nên nhà mình mà quán khí hội tụ, người ta dễ vô quấy phá lắm. Nên quý vị nhớ nhà phải thờ Phật. Hôm qua từ Phật nghe đức tặng nhiều lắm mà. Bữa nay cũng còn số nữa nè. Quý vị thỉnh đi. Nha. Về nhớ gia đình phải thờ Phật nghe. Phải thờ Phật. Trong gia đình có thờ Phật và có thờ khóa tu. Lúc nào cũng để cái đèn bông sen trên bàn thờ niệm Phật suốt trong nhà. Để tiêu trừ hết đi cái quán khí trong nhà mình. Quá giải đi quý vị. Hiểu không? Thì nhà quý vị giống như quang minh phổ chiếu vậy đó. Rồi bị đi làm mà về nhà nó thích thú lắm quý vị ơi. Trong nhà mình mà thoải mái là đi làm gì vô nhà nó thích lắm quý vị. Nó nhớ nghe. Nên á, cứ là gia đình có niệm Phật có tu đi. Rồi cha mẹ già thì bắt cái điệu hộ niệm có hình lên mua cái tivi. Nhớ cha mẹ già nghe, mua cái tivi. Bắt những cái buổi của những đức giảng ban đầu thì mình ngồi nghe với cha mẹ. Nghe dạy ba lần là nếu có duyên là ông bà tự nghe. Để cho ngồi ở nhà tự nghe, mình đi làm gì mình làm. Vậy đó quý vị ơi, giúp cho cha mẹ của mình tuổi già nghe Phật Pháp nha quý vị. Cái này quan trọng lắm á nghe. Tại vì mình nhờ Phật Pháp mà giờ mình hết khổ nè. Phật Pháp cứu đời tôi mà. Bây giờ mình phải chân thật. Mỗi một người dù xuất gia hay cư sĩ đều chân thật, nhiệt tình đem cái môn tịnh độ hoàn truyền nghe quý vị. Hết lòng hết dạ nghe. Và lập nhiều trang để những bài tịnh độ này vào cho chúng sanh người ta tu. Nhất là người ta coi, người ta thấy đông gì, ta nói cầu, ô vậy là cái pháp này hay, pháp niệm Phật này hay, mới nhiều người tu. Nó nên quý vị nhiệt tình làm mọi cách để mà làm sao đưa người ta vô pháp môn tịnh độ này, cho người ta tu. Đó là một cái tâm tư những đức gửi đến quý vị chân thật đó ha. Rồi, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Trong 3 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm ai cũng khỏe và tâm hừng hực lên. Thấy không? Vui vẻ, có nghĩa là vui vẻ, thoải mái. Để mà mình 3 ngày này tu miêm mặt ít ngủ gục nghe. Phấn chấn lên nghe quý vị ơi. Chuẩn bị lại Quan Âm nghe, phấn chấn lên nghe. Bây giờ thôi, bữa nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Chúng ta nhất định đời này phải hẹn gặp nhau cực lạc nghe quý vị. A Di Đà Phật. Giờ chúng ta chắp tay hồi hướng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh